tiền trần, tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp pháp tướng, pháp trần, cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp phi pháp tướng, là bóng phân biệt của pháp trần, cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp pháp, chẳng nên chấp phi pháp. Do nghĩa này, Như Lai thường nói: các tỳ kheo phải biết lời thuyết pháp của ta ví như chiếc bè qua sông. Đến bờ thì phải bỏ bè, vậy pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. 7. Vô đắc vô thuyết. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như Lai có chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Như con hiểu nghĩa của Phật nói, thì chẳng có pháp nhất định gọi là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thuyết. Tại sao? Vì pháp của Như Lai thuyết đều chẳng thể chấp thật, chẳng thể nói là pháp, là phi pháp hay phi phi pháp. Tại sao? Vì tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp vô vi mà nói có sai biệt. Lược giải: tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp vô vi mà nói có sai biệt. Pháp vô vi tức là pháp vô sanh, chẳng thể tu chứng, chẳng thể suy lường, chẳng thể diễn tả. Nay dựa theo đường đi vô vi, vì chưa đến chỗ vô vi nên mới có đủ thứ sai biệt như thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, cho đến thập địa, đẳng giác. Nếu đã đến diệu giác, tức là chỗ vô vi, thì chẳng còn sai biệt. Lược giải hết. 8. Y pháp xuất sanh. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như có người đem thất bửu đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao? Phước đức ấy tức phi phước đức tánh, nên Như Lai nói là phước đức nhiều. Nếu có người thọ trì tính thọ mà thực hành kinh này, cho đến chỉ thực hành theo tứ cú kệ rồi giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia. Tại sao? Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này ra. Tu Bồ Đề gọi là Phật pháp, tức phi Phật pháp. Ghi chú: tứ cú kệ có là cú thứ nhất, không là cú thứ nhì, cũng có cũng không là cú thứ ba, chẳng có chẳng không là cú thứ tư. Chẳng lọt vào tứ cú là thực hành theo tứ cú kệ. Ghi chú hết. 9. Nhất tướng vô tướng. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Tu Đà Hoàng có thể nghĩ rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàng chăng? Bạch Thế Tôn, không ạ. Tại sao? Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu mà vô sở nhập, chẳng nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Tư Đà Hàm có thể nghĩ rằng ta đắc quả Tư Đà Hàm chăng? Bạch Thế Tôn, không ạ. Tại sao? Tư Đà Hàm gọi là nhất giảng lai mà thật chẳng giảng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? A Na Hàm có thể nghĩ rằng ta đắc quả A Na Hàm chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? A Na Hàm gọi là bất lai mà thật chẳng phải bất lai, ấy gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? A La Hán có thể nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Thật chẳng có pháp gọi là A La Hán. Thế Tôn, nếu A La Hán nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán, tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thế Tôn, Phật nói con đắc vô chánh tam muội là hạng nhất trong loài người, là hạng nhất trong bậc ly dục A La Hán. Thế Tôn, nhưng con không nghĩ rằng con là ly dục A La Hán. Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng con đắc đạo A La Hán, thì Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là một hành giả thanh tịnh hành.
Vì tu Bồ Đề vốn là vô sở hành, nên mới gọi tu Bồ Đề là hành giả thanh tịnh hành. Mười, trang nghiêm tịnh độ. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì chăng? Bạch Thế Tôn, không, Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật vô sở đắc. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm thì danh trang nghiêm. Nghĩa ba câu. Cho nên tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên sanh tâm trong sạch như thế, là chẳng nên khởi tâm trụ sắc, chẳng nên khởi tâm trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm. Tu Bồ Đề, ví như có người thân như núi Chúa Tu Di, ý ngươi thế nào? Thân ấy có đại chăng? Bạch Thế Tôn, rất đại. Tại sao? Phật nói phi thân thì danh đại thân. Chữ đại ở đây là siêu việt số lượng. Lược giải, nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm thì danh trang nghiêm. Đây là nghĩa ba câu trong kinh này. Câu thứ nhất cho trang nghiêm Phật độ là thật. Câu thứ nhì dùng chữ phi để phá cái chấp thật của câu thứ nhất. Câu thứ ba cho tất cả tên gọi đều là giả danh. Câu thứ nhất trang nghiêm Phật độ là giả danh. Câu thứ nhì phi trang nghiêm cũng là giả danh. Câu thứ ba thì danh trang nghiêm cũng là giả danh. Vậy giả danh thì chẳng có nghĩa thật. Cho nên Phật nói, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Lược giải hết. 11. Vô vi phước thắng. Tu Bồ Đề, như có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một sông Hằng, ý ngươi thế nào? Số cát ở trong những sông Hằng ấy có phải nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Chỉ những sông Hằng ấy cũng nhiều vô số rồi, huống chi là cát. Tu Bồ Đề, nay ta nói thật cho nghe. Như có thiện nam tín nữ đem thất bửu chứa đầy các đại thiên thế giới bằng số cát kể trên dùng để bố thí, được phước nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Nếu có thiện nam tín nữ thọ trì kinh này, cho đến chỉ thực hành theo tứ cú kệ, rồi giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia. 12. Tôn trọng chánh giáo. Lại nữa, tu Bồ Đề, bất cứ nơi nào có thuyết kinh này, cho đến chỉ thuyết tứ cú kệ, phải biết nơi đó tất cả thế gian, trời người, Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi có người được thọ trì đọc tụng cả kinh này. Tu Bồ Đề, nên biết người ấy thành tựu pháp hy hữu tối thượng hạng. Vậy phàm nơi nào có kinh điển này, tức là có Phật, được Phật tử tôn trọng. 13. Như pháp thọ trì. Bạch Thế Tôn, kinh này nên đặt tên gì? Chúng con phải thọ trì như thế nào? Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ngươi cứ theo tên gọi thọ trì. Tại sao? Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức phi Bát Nhã Ba La Mật, thị danh Bát Nhã Ba La Mật. Đây cũng là nghĩa ba câu đã được giải ở trên. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như Lai có thuyết pháp chăng? Bạch Thế Tôn, Như Lai vô sở thuyết. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Tất cả di trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tu Bồ Đề, Như Lai nói những di trần ấy, tức phi di trần, thị danh di trần. Như Lai nói thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới.
nghĩa ba câu. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Có thể nhờ 32 tướng thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chẳng thể nhờ 32 tướng thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói 32 tướng tức là phi tướng, thị danh 32 tướng. Nghĩa ba câu. Tu Bồ Đề, như có thiện nam tín nữ đem thân mạng nhiều bằng số cát sông Hằng dùng để bố thí. Với người thọ trì kinh này, cho đến chỉ thực hành theo tứ cú kệ và giảng cho người khác nghe, thì được phước hơn người kia rất nhiều.